chào các bạn. Chào các bạn trở lại kênh khám phá của mình. Thì hôm nay một buổi sáng thứ bảy, một ngày cuối tuần, xin kính chúc tất cả các bạn, các anh chị, cô bác một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay mình đi ngang một cái vườn gọi là rau rồng hay tổ rồng gì đó các bạn. Mình muốn làm một cái video clip để giới thiệu đến các bạn để cùng chiêm ngưỡng thưởng thức. Những người nào mà đam mê về hoa lan, cái cảnh đây, cái vườn tổ rồng này rất là khủng các bạn. Này nó rất là, người ta hay gọi là tổ rồng hay là ổ rồng, cũng là nó, ổ phụng như nó lo. Rất là nhiều đuôi, rất là đẹp. Người ta thắp lên một cái cây cổ thụ của nó. Này cũng rất là khủng khiếp. Cây này cũng rất là lớn các bạn. Để mình tăng âm lượng lên, nói nó nhỏ quá các bạn nghe. Mình chọn nó hơi ngược sáng rồi. Thì cái này nó cũng rất là dễ chăm sóc các bạn. Và nhìn nó như những cái suối tóc các bạn. Chỉ việc người ta thu hái trên rừng về, sau đó mình tháp lên cây hoặc mình treo không bên ngoài. Và chủ yếu là mình đảm bảo cái độ ẩm cho nó. Và thứ hai nữa là bón phân. Như thường thì người ta chỉ bón phân hữu cơ thôi các bạn, phân bò quay mục đó các bạn. Không biết người ta có xịt B1 như lan là những thứ hoa lan hay không. Để mình chọn vị trí cái góc cho nó đẹp hơn để quay cho các bạn xem. Đây, những cái tổ rồng rất là khủng các bạn. Này không biết người ta có kết nối. Đây, có kết nối rất là nhiều tổ mà. Ủa, quá đẹp các bạn. Đây là cái dây gì mình cũng không biết nữa. Cái này là gọi là tên gì nè. Quá đẹp rồi các bạn ơi. Thật là may mắn khi mình vô tình mình phát hiện được cái vườn tổ rồng này các bạn. Rất là nhiều. Đây, cái vườn chính nó là ở đây đây. Đây gọi là cái tổ của con rồng các bạn. Chọn cái góc sáng nào cho nó, nhìn cho nó thật là đẹp. Đây, này bây giờ nếu mà giá trị thị trường thì một cái tổ rồng to lớn này cũng tầm phải 5-7 triệu các bạn. Bây giờ người ta khai thác nó một cách vô ý thức, gần như là nó cạn kiệt. Các bạn có lẽ là những người mà yêu mến về hoa lan cây kiểng chắc cũng là rất là thích cái tổ rồng này. Đây, riêng mình bản thân mình nghĩ có ở đây mình có thể tháp lan cho lan nó ký sinh lên đây các bạn, tại vì ở đây độ ẩm rất là tốt, quai mục này các bạn, cái rễ của cái tổ rồng này các bạn nó đã quai mục hết các bạn, nó giữ ẩm rất tốt. Quá mê các bạn ơi. Cái này thì mình cũng chưa có biết cái người chủ vườn này người ta bán hay là chỉ để người ta cũng buôn bán hay là người ta chỉ để sưu tập chơi. Nhưng mà nếu các bạn nào có nhu cầu, mình có thể liên hệ giùm các bạn. Các bạn có thể để comment với phía dưới cái video clip này.
cô tiên nữ nào đó. Quá đẹp các bạn ơi. Cái này mà kết hợp mà ghép lan lên trên đây nữa các bạn. Có ra cái lá gì nhìn lạ nhỉ. Bao của nó chứ. Đây. Rồi nhìn cái lá. Đẹp hơn nhỉ. Đây, độ ẩm như thế này thì ghép lao những vị trí này thì quá tuyệt vời các bạn. Không còn gì bằng nữa. Quá đẹp. Ở đây là những cái tổ rồng khủng không các bạn. Này, tổ này khủng. Hàng chục tổ được ghép được tháp lại với nhau. Nắng lè lói xuyên qua cái này. Mình lại ánh mặt trời lè xuyên qua đây. Đó. Như một, các bạn nhìn có thấy giống một cái viên ngọc phát sáng không? Trứng rồng. Đây, tiếp tục còn nữa các bạn. Ra cái tay này đẹp không các bạn. Ở đây mà các bạn nào có một cái vườn lan hay là một cái quán cà phê sinh thái nào thì mình nghĩ là đưa cái này lên là nó rất là hợp lý. Không còn gì đẹp, không còn gì tưởng tượng. Nhất là nó tạo không khí xanh sạch đẹp, thứ hai là nó mát mẻ và nó hòa quyện với thiên nhiên. Mỗi buổi sáng mà một người đó đến cái quán cà phê của các bạn mà uống cà phê mà vừa ngắm lan vừa ngắm tổ rồng này thì không còn cái gì tuyệt vời hơn các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Đây là một cái khu vực cơ quan cũ gì đó, người ta đang bỏ đi và là đang sửa chữa lại các bạn. Đây có một gốc lũa gỗ lũa khủng nữa các bạn. Không biết chọn vị trí nào cho nó đẹp đó. Ánh sáng thì nó nhiều, cái góc ánh sáng rất là khó. Mình để tổng thể cho vị trí. Rồi, quá tuyệt vời các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Các bạn hãy ủng hộ clip mình bằng cách xem và đăng ký kênh, chia sẻ những video clip. Chào, chào chú. Tôi xin quay cái vườn tổ rồng của chú. Đẹp quá, nhìn mê quá, đi ngoài đường chạy thấy mê quá. Cái vườn này như con thấy lúc trước là chú bán bớt rồi hả chú? Ờ, bán bớt rồi. Cái này bây giờ là hiện tại cũng chú cũng đang bán luôn hả chú? Dạ, con thấy hồi đó ở đây là hết nguyên một cái vườn này lớn lắm. Bây giờ là nếu mà liên hệ là chú có thể cho con xin số điện thoại không? Để con có nhiều người. 0977. 0977 để con thu đây luôn. Gửi như này chú. 111 3 số 1 á. 0977 3 số 1 gửi như này chú. 3 con số 1. 3 số 1 á. Gửi như này chú. 644. 644. Dạ. Có gì mấy bạn con nó cũng chơi hoa lan cây cảnh. Con gửi mấy cái clip này cho bạn con xem. Cái này bây giờ những cái tổ lớn này thì giá nó khoảng như thế nào chứ? 10 triệu. Khoảng 10 triệu hả chứ? Dạ. Còn những tổ nhỏ thì nó có thấp hơn tí. Ở dưới thành phố Tây Ninh nó có một cái quán cà phê quen Win gì vậy chú? Win dạ. Đường chỗ 16 phải không? Dạ đúng rồi, cũng người ta cái chú đó cũng hay, cũng hồi đó sưu tập cái này dữ lắm. Ờ đúng rồi. Chắc chú cũng cung cấp cho chú đó hay gì, thấy nó nhiều lắm. Yeah. Rồi, cảm ơn các bạn, mình xin kết thúc.
video clip đây rồi. Không hết rồi.